Sáng ngày 17 tháng 7, tại Hà Nội, trụ sở chính Vietinbank đã tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2020. Tham dự hội nghị có gần 200 đại biểu đại diện cho gần 2.200 cán bộ, nhân viên, người lao động đang công tác tại trụ sở chính. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank. Đồng chí Trần Kiên Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vietinbank, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, thành viên Hội đồng Quản trị, ban lãnh đạo các khối phòng ban đơn vị trụ sở chính, Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trụ sở chính, Thường trực Đoàn Thanh niên Vietinbank. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Đức Thọ nhấn mạnh, hội nghị đại biểu người lao động là sự kiện chính trị quan trọng đối với cán bộ nhân viên và người lao động tại trụ sở chính Vietinbank. Hội nghị được tổ chức với mục đích phát huy quyền dân chủ trực tiếp, tạo điều kiện để người lao động được biết, tham gia ý kiến liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong việc tham gia quản lý, xây dựng tại đơn vị. Đồng thời, hội nghị đại biểu người lao động trụ sở chính năm 2020 sẽ là diễn đàn dân chủ nhằm phát huy đầy đủ trách nhiệm và trí tuệ của các đại biểu. Hội nghị đã được nghe các báo cáo, kết quả hoạt động kinh doanh, công tác cán bộ, thực hiện chính sách đối với người lao động tại trụ sở chính năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, tổng kết phong trào thi đua của công đoàn cơ sở trụ sở chính năm 2019, phát động thi đua năm 2020, việc trích lập và sử dụng quỹ của trụ sở chính và các quỹ khác do người lao động đóng góp, tình hình, kết quả tổ chức hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2020. Hội nghị đã được nghe các đại biểu người lao động trình bày các tham luận, đóng góp ý kiến tập trung về các vấn đề liên quan đến quyền lợi, chế độ của người lao động, các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Hội nghị cũng đã bầu ra 7 thành viên đại diện tập thể người lao động trụ sở chính tham gia đối thoại tại nơi làm việc năm 2020. Hội nghị đã thành công tốt đẹp với 100% đại biểu dự hội nghị nhất trí thông qua nghị quyết hội nghị đại biểu người lao động trụ sở chính Vietinbank năm 2020. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.